Lại là một chiếc xe đẹp, lại là một chiếc xe chất và tránh mưa tránh nắng thì quá tuyệt vời. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ nhưng mà giá chỉ bằng một chiếc Kia Morning cùng đời 2009, được nhập khẩu và đây là bản 2.0. Đi vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa lành, vừa bền. Và chiếc xe này là một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi, gầm cao, la răng 17 inch, lốp to bản, dày dặn, dành cho những anh em nào một thích một chiếc xe kiểu dáng thể thao, ngon lành cành đào. Và cái dòng này là một cái dòng xe mà nghe đến tên ai cũng biết, một chiếc xe của Nhật Bản, Honda. Và đây là một mẫu Honda CR-V, được sản xuất năm 2009, full option. Đấy, xe thì còn rất là đẹp, có giá nóc đầy đủ, cửa sổ trời. Option bên trong xe thì đúng không chê được câu nào. Và đặc biệt đây là một chiếc xe số tự động bản 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu ít. Đấy, xe thì còn ngon cứng, sơn si sạch sẽ, giấy tờ hồ sơ thì đấy, em có đăng ký đăng kiểm đầy đủ, các bác về yên tâm là chỉ việc đi thôi. Xe thì bao cứng chất cho các bác luôn. Đấy, bao tranh chấp và pháp lý hồ sơ. Đấy, các bác yên tâm là không phải nghĩ. Nội thất bên trong xe thì còn cứng cáp, đấy, ghế da còn zin, sơn si sạch sẽ bên ngoài, đèn đóm đầy đủ. Và đăng ký đăng kiểm thì các bác cứ yên tâm là còn dài. Dòng này thì về là chỉ có việc đổ đi thôi, không phải làm gì. Đấy, đổ xăng mà chạy, chạy rất là sướng luôn. Và dòng CR-V là một cái dòng xe chạy rất là ổn định luôn nhá. Động cơ máy 2.0 nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 7-8 lít trăm cây. Con này đi đường trường thì nó còn ăn ít nữa cơ, thực sự là cực kỳ ít luôn. Và đây là một cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu rất là được nhiều người yêu thích. Đấy, các bác nào mà muốn mua một chiếc Honda CR-V gầm cao mà có tầm tiền khoảng hơn 200 thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Và xe thì bên em vừa mới về xong buổi tối ngày hôm qua, bắt ở tận Móng Cái đi đường đêm về. Xe đóng cao tốc 120 cây nhưng vòng tua chỉ có 2.000 nên mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng có 6,5-7 lít trăm cây. Rất là tiết kiệm. Và cái dòng này thì yên tâm là không bị hỏng vặt giữa đường, không phải lo là xe nó hay hỏng hay không, đồ nghề sửa chữa có khó hay không, vì đây là một chiếc xe của Nhật Bản Honda. Các bác cứ yên tâm, không phải nghĩ gợi gì luôn. Về form dáng thì đây là một mẫu SUV gầm cao, được rất nhiều người yêu thích vì kiểu dáng này cái thời năm 2009-2010. Mẫu xe này là một mẫu xe bán cực kỳ chạy tại thị trường Việt Nam luôn. Vâng, rất rất là chạy luôn. Xe đẹp, la răng 5 chấu, phanh đĩa 4 bánh, an toàn cực kỳ luôn, ABS đầy đủ. Và xe thì có dàn lốp tầm khoảng 80% Michelin. Đấy, gần như là mới tinh. Dòng này thì em bây giờ là mua bán rất là nhanh chóng luôn. Các bác chỉ cần phun tiền phát cái là các bác có xe đi về. Vâng, và phun tiền của chiếc xe này là 279 triệu có lộc lá cho các bác. Thực sự là một cái mức giá vô cùng êm, vô cùng tuyệt vời, dành cho những ai có điều kiện kinh tế ít, chỉ đủ tiền mua một chiếc Morning i10 thôi. Nhưng hôm nay các bác đã quay lại và các bác lấy được thêm một chiếc Honda CR-V. Vậy thì tội gì các bác không xem. Vâng, một chiếc xe còn cứng đẹp với đèn này, đèn cột của nó này, còn căng nét luôn, sáng và không hề bị đọng nước, không bị vỡ, không đọng nước. Đấy, đèn đóm thì sạch sẽ rồi. Đấy, đèn này. Đấy, em này đèn đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Đèn đóm sạch sẽ, cản phía đằng sau của xe có cảm biến lùi. Cảm biến lùi phía đằng sau đầy đủ luôn. Đấy, không phải nghĩ ngợi gì luôn nhá. Cảm biến lùi phía đằng sau này cực kỳ ok. Và xe thì đảm bảo các bác là kính còn zin và xe là không có đâm va quẹt. Đấy, yên tâm luôn nhá. Con này các bác mua là các bác đã được điểm cộng này. Nguyên bộ ghế, ốp ghế là em vừa tháo ra. Cái này là em vừa tháo ra. Đấy, bác chủ bác ấy để vào và em tháo ra để cho các bác thấy rằng là đây là một chiếc xe mà rất là cẩn thận. Có cả tựa ghế này. Riêng cái bộ này là cũng mất đến 3-4 triệu rồi, không ít gì đâu. Đấy, tựa ghế và lót sàn tầng 2. Cái này là hiếm con còn nhá. Nhiều con là mất cái này rồi, lót sàn tầng 2. Đấy, và lót sơ cua, lốp sơ cua, lót dưới này. Và lốp sơ cua phía dưới này đây. Đấy, các bác nhìn lốp sơ cua còn chưa rửa dọn gì cơ. Đấy, còn nguyên nhá, lốp sơ cua, lốp béo còn nguyên. Và đây là một cái chiếc xe mà được rất nhiều người yêu thích. Vừa đẹp này, vừa rộng và vừa tiện, chạy rất là sướng và đặc biệt là độ ổn định cực cao. Dòng này thì các bác về là yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì cả. Đấy, chất xe còn rất là ok. Đấy, toàn bộ đèn này, đèn đằng sau này. Đấy, các bác nhìn nhá, các cái đinh tà hàn này hoặc là các cái bản lề này. Đấy, của nó còn led như này đây. Và chiếc xe này là một chiếc xe đời 2009. Vâng, 2009, keo chỉ còn zin nhá. Con này là keo chỉ zin hết này. Toàn bộ mép chỉ, cabo cánh phía đằng sau là còn zin hết luôn. Các bác yên tâm là chỉ có việc đi thôi và không phải lo lắng gì cả. Đấy, toàn bộ là còn nguyên hết. Đấy,
kể cả những cái này là nó không bị han tai, chứ bình thường nhiều con là han tai luôn đấy, nhưng mà đây là còn nguyên. Và chiếc xe này thì được cái là nội thất ghế của xe là còn zin nguyên, ghế còn nguyên bản, là ghế da từ hồi sản xuất đến bây giờ vẫn còn nguyên, chưa có phải thay thế một tí gì cả đấy. Chất xe đẹp như vậy cơ mà. Và đây là một cái mẫu xe giá rẻ hợp lý cho mọi nhà. Các bác mua con này thì rất là hợp lý luôn. Đấy, chỉ có hơn 200 thôi. Các bác đã có ngày được một chiếc Honda CR-V hiện đại tiện lợi. Cái này cụp xuống thì các bác có thể thêm một cái chỗ để đồ cực kỳ tiện luôn. Và nếu mà sợ nữa thì mình có thể là dắt cái này lên, thì là cái đít dưới này nó nâng lên, là các bác có thể là có thêm một cái chỗ để cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, đâu rồi. À, cái móc dưới, xin lỗi các bác, cái móc quay dưới này. À, đấy, em móc quay dưới đây, em lật lên là các bác có thể có một chỗ để cực tiện. Đây, đây chính là cái quay này đây. Vâng, vừa nãy cứ nhớ nhầm sang cái quay quay dưới này. Đấy, ok, rất là rộng các bác nhá. Sàn của xe thì cực kỳ sạch. À, các bác nghe à, sàn này, đấy, sạch luôn. Cái này là chưa có rửa dọn đấy nhá. Xe vừa về tối hôm qua, em chưa kịp rửa dọn tí nào. Bản lề còn nguyên này. Đấy, bản lề đây còn nguyên này. Đấy, và các bác nào mà thích gọi là xe cứng, xe chất thì các bác cứ em này mà diễn. Và em này thì mình bây giờ đầu tư có hơn 200 triệu chỉ bằng một con Kia Morning đời 2012, 2013 nhập khẩu. Nhưng mà chắc chắn là các bác là không thể bằng chiếc xe này được rồi. Đấy. Thời tiết mưa gió mình cứ mua một em như thế này về đi là cực kỳ yên tâm luôn. Sơn sờn tôn vỏ đẹp. Đây anh em nhìn này. Đấy, nó chỉ bám bụi bẩn thôi. Bám bụi đất thôi. Chứ còn sơn sườn tôn vỏ rất là đẹp luôn. Đèn đóm thì trong. Cái này thì hơi chỗ này trong nhưng chỗ này hơi vàng. Cái đèn này, hai bên đèn này đây các bác nhỉ. Đấy, hai bên đèn đây. Cái này thì là chưa được đánh bóng. Cái này thì em sẽ cho xử lý rất là đơn giản, không vấn đề gì nhá. Cản phía trước của xe này. Đấy, cản phía trước này. Đấy, đều nhựa căng và không bị lỗi. Đấy, các bác nhìn nhá. Và toàn bộ tôn cabo của xe thì gõ. Đấy, các bác nghe tiếng tôn nhá. Vâng, tôn gân cabo là ok. Đấy, khe mép cabo rõ ràng. Và xe thì đảm bảo cho bác là không có bị lỗi lầm. Các bác về yên tâm là chỉ việc đi thôi. Dòng này thì nói chung là một cái dòng xe vô cùng bền bỉ, với cái mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 7 đến 8 lít trăm cây. Bên nhà em thì những cái chiếc xe như thế này thì thi thoảng mới về thôi. Chứ còn như thế này bình thường anh em đang bán là khoảng hơn 300. Thế nhưng mà như chiếc xe này thì các bác là chỉ mua có tầm hơn 200 thôi. Và đây ví dụ như cái cánh này mở lên này, các bác có một cái chỗ để đồ đa năng cực kỳ tiện dụng luôn. Đấy, che nắng che mưa các bác nhìn này. Đấy, mình ngồi không gian này rất là chill luôn. Đấy, cực đẹp và cực chill. Đấy, cốp mở nhẹ nhàng, đóng cửa êm thinh thít. Và cái độ cách âm chống ồn của xe thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, toàn bộ nóc này các bác nhìn này. Từ đuôi gió này cho đến thanh cài nóc trên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, của xe là còn nguyên. Và gân, tất cả cái gân tôn nóc ở trên nó còn ok. Đấy, cửa kính đi này, điện này. Và xe thì tương đối là cứng. Dàn lốp 80% lốp Michelin. Và Primacy dành cho dòng SUV. Và lốp này là 2018 được thay, nhưng mà đến bây giờ nó còn như thế này. Em này thì lâu nay là không đi, thành ra lốp nó vẫn còn rất dày. Cua lốp thì không cần phải nghĩ. Và xe thì các bác với cái tầm tiền này thì thực sự là như thế này là ok rồi. Nhiều bác đòi hỏi là xe nó phải thế này, phải thế kia. Thì nói thật các bác là với cái tầm tiền đấy thì nó rất là khó. Bên nhà em thì có sao bán vậy thôi. Mua nhanh bán gọn thôi, cũng chẳng có gì cần phải nghĩ ngợi kể cả. Đấy, các bác đầu tư tầm tiền ít nhưng mà mình lại có một con xe ngon lành cành đào. Đấy, từ nãy giờ thì nhiều người cũng thắc mắc một câu là sao lại kính điện không lên. Thì đây, em đang khóa điện. Đấy, khóa điện, nổ máy. Đấy, máy nổ cực êm luôn nhá. À, vòng tua máy cực êm luôn. Và cái dòng này thì nói chung là về là các bác yên tâm là chả phải làm gì cả. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Đấy, em đóng kính này. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Chỉ keo cánh không phải bàn các anh em. Riêng con này thì chỉ keo không cần phải bàn. Vâng, keo chỉ zin hết. Mà cột keo, keo chỉ là đẹp. Vâng. Với cái tầm tiền có hơn 200 thôi. Vâng, thực sự là quá hợp lý luôn. Đấy, các bác mua tầm này các bác chỉ mua được Morning số tự động đời 22 hoặc là i10. i10 thì tầm khoảng đời 14-15. Thế nhưng mà đây là một chiếc SUV gầm cao, đương nhiên là không gian ở chiếc xe này nó rộng hơn hẳn rồi. Và gầm con này rất là đẹp. Gầm nó không có mục vọt đâu. Đấy, cái này chỗ này là của cái ba, của cái parabole dưới này. Đấy, nó không mục vọt. Còn đây là của cái bậc bước để chân.
cái bậc này là bậc thêm. Đấy các bác nghe, nội thất ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Ghế này, cửa sổ trời, đấy, đóng mở nhẹ nhàng. Đấy, đóng mở nhẹ nhàng, cửa sổ trời. Đấy, trần thì thực sự các bác là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn trần này. Đấy, điểm cộng luôn. Đấy, trần đây. Táp lô thì đúng là sạch sẽ hẳn rồi. Tầm thời điểm này các bác cứ mua những cái con như thế này, các bác về đi được quá hợp lý luôn. Vâng, vừa đẹp vừa sang mà da khâu của xe là cũng còn nguyên. Còn nguyên luôn. Đấy các bác nghe, khâu da còn nguyên, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn. Và xe thì chạy được 16,3 vạn. Có màn hình. Đấy, có cái cam lùi nhưng mà đấy các bác là cái cam lùi này nó hơi bị mờ. Vâng, cam lùi hơi mờ. Cái này sẽ có thể là thay cũng được hoặc là mình ấy thôi. Cái đấy không ảnh hưởng gì nhá. Gương gập điện. Đấy, gương gập điện. À cái gương này bên này là không gập hết này, gương bên kia thì gập luôn. Đấy, gương kia là gập này. Ok, thế là gương này là bị lỗi. Cái đấy thì không vấn đề gì, xử lý đơn giản phút mốt thôi. Vâng, em này thì được cái xe này, nó có vẻ tại do cái motor không? Đúng rồi, tại motor rồi. Rồi, không vấn đề gì các bác ạ. Vâng, rất bình thường thôi nhá. Đấy, kính này lên nhẹ nhàng. Đấy, lên xuống nhẹ nhàng. Và xe thì nói chung là với cái tầm tiền này thì nói thật các bác là đây là một chiếc xe quá hợp lý. Chỉ có hơn 200. Đấy, hơn 200 triệu. Đấy, kính chống gọi là nhìn vào bên trong. Chỉ hơn 200 triệu thôi. Các bác đã có ngay được một mẫu SUV gầm cao của Nhật Bản được nhập khẩu. Và cái dòng này thì đèn. Em này có quả đèn LED rất là cao cấp. Đấy, đèn pha. Em sẽ bật pha, bật cốt lên để cho các bác cùng xem. Đấy, nhìn ánh sáng nó kìa. Cái chỗ kia đấy, LED full siêu sáng luôn nhá. Con này có quả LED siêu sáng luôn. Đây các bác nhỉ. Đấy, LED siêu sáng. Và xe thì còn cực kỳ cứng luôn. Đấy, động cơ máy Honda, máy 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là rơi vào tầm khoảng 7,5 lít, 8 lít/100 cây. Xe thì nói chung là các bác về yên tâm là chỉ việc chạy rồi. Còn xe là em chưa rửa dọn nên là đây các bác nhìn này, hơi bẩn bụi. Đấy, hơi có ẩm tí dầu như cái này không vấn đề gì. Chủ yếu quan trọng nhất là chất xe ok. Và xe thì còn cứng cáp hai đầu sườn hai bên. Đấy, răng tai. Cái này là xe là có chạm bên này nhá, có chạm bên phụ này. Đấy, có chạm bên phụ tôn cabo, chỉ cabo này, nó như thế này đây. Đây em sẽ cho các bác xem, chứ không này bảo là em ấy đây. Rất rõ ràng nhá, xe là có chạm này các bác này. Đây có chạm này. Đấy, có chạm. Đấy, có chạm. Nhưng cái này là không vấn đề gì. Chủ yếu quan trọng nhất là cabo zin, không phải là cabo thay. Nó chạm nhẹ dẫn đến là nó bị sún mép thôi chứ không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, lỗ ốc vẫn tròn đều. Lỗ các cái lỗ hoặc là các cái đinh của xe nó vẫn tròn đều. Bên này thì không vấn đề gì. Đấy. Và chất xe thì đây là một chiếc xe cứng. À, giá thì đây là một chiếc xe rẻ. Thế nên là các bác nào mà cảm thấy hợp lý với chiếc xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp luôn. Đấy, một mẫu xe Honda CR-V tại em Fuji Auto. Em đã bán lên cái mức giá là chỉ có 279 triệu đồng cho chiếc Honda CR-V được nhập khẩu. Em này là được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật và được nhập khẩu tại Đài Loan. Anh em nào mà yêu, anh em nào mà thích và anh em nào muốn nhích ngay em này thì điện thoại ngay cho em Fuji Auto qua số 0869158926. Fuji Auto tại quán Toàn Hồng Hà Hải Phòng, chuyên các cái dòng xe giá rẻ hợp lý cho hợp túi tiền. Cảm ơn các bác và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời mang đến cho mọi người. Và rất vui khi em Vũ Duy Auto được kết nối với mọi người. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.